Bắc Ninh từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất mỹ tục khả phong, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng, nơi khởi dựng cơ đồ của thủy tổ Việt Nam Kinh Dương Vương, nơi phát tích vương triều Lý, triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt. Bắc Ninh cũng là quê hương của nhiều danh nhân lịch sử văn hóa quân sự tiêu biểu như Nguyễn Văn Linh, Hoàng Quốc Việt, Ngô Gia Tự, Lê Quang Đạo. Nơi đây còn được biết đến là quê hương của lễ hội, của nghệ thuật dân gian và làng nghề truyền thống, của những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Từ một tỉnh nghèo có nền kinh tế nông nghiệp thuần túy, đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tăng trưởng nhanh trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, sự phát triển nóng cũng đặt ra cho Bắc Ninh nhiều thách thức, trong đó có bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là thách thức của các cấp chính quyền tỉnh, mà còn là điều trăn trở, suy nghĩ của những doanh nhân tâm huyết, trong đó có anh Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hanaka, một người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất Kinh Bắc chứ danh này. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng nông thôn, làng nghề, đang ảnh hưởng lớn tới đời sống, sức khỏe của người dân, với tư cách là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Bắc Ninh, mang trong mình tinh thần, hồn cốt dân tộc, cùng sự từ bi, trí tuệ của Đức Phật, anh Mẫn Ngọc Anh và tập đoàn Hanaka thể hiện khát vọng được đem những công nghệ tiên tiến, khoa học hiện đại để góp phần nâng cao hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Và khát vọng cháy bỏng ấy được khởi đầu với dự án xây dựng cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá. Thôn Mẫn Xá, huyện Văn Môn. Nhà xưởng nhếch nhác. Những đám khói đen xì bốc lên từ hàng trăm lò nấu nhôm, sắt vụn. Nước thải ở cống rãnh nồng nặc mùi hóa chất. Rác thải sinh hoạt cùng xỉ nhôm ngập các lối đi và ngoài đồng ruộng. Cuộc sống ở Mẫn Xá là sự đấu tranh khốc liệt giữa một bên là môi trường sống ô nhiễm nghiêm trọng đang ngày đêm đầu độc sức khỏe người dân và một bên là nghề tái chế nhôm vất vả, nghiệt ngã nhưng là nguồn sống của hàng trăm hộ dân nơi đây. Cô làm đấy thì những cái nhà lấu nhôm ở cạnh nó bay sang ấy thì mùi khét lẹt ấy. Đấy. Thế mùi khét mà khó chịu lắm. Ôi dồi ôi, không đeo quá mà bụi này chịu làm sao được. Rồi nó bụi lùm lên ấy, không chịu được ấy. Về cái môi trường này thì đặc biệt đối với người dân ấy, thì là nó có cái bốc cái mùi hôi khói này, quạt lên của cái khói lò này, bụi này, mặt này, cái bã xỉ nhôm. Nên nó ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là cái thôn đấy là tỷ lệ mắc cái bệnh thì là mỗi một năm là tăng, ngày càng tăng. Người dân ở Mẫn Xá ai cũng biết làm nghề này nguy hại đến sức khỏe, nhưng vì sinh kế nên vẫn phải làm. Không ít hộ xây dựng lò tái chế nhôm ngay trong khuôn viên nhà mình. Trên 90% lao động tại địa phương gắn bó với nghề, nhưng không một ai mặc đồ bảo hộ lao động an toàn. Nếu có thì cũng chỉ là đeo một chiếc khẩu trang. Làm đây thì đúng là mùa hè thì nóng thì là nóng rồi, nóng quá nóng luôn. Nhưng mùa đông thì nó đỡ hơn. Bây giờ tôi hoạt động là từ phải 12 tiếng hồ. Từ ví dụ như từ 4 giờ sáng đến 4 giờ chiều thì mới nghỉ. Thì cái đấy là mình phải làm ấy liên tục, không được nghỉ, không được ngủ. Đấy, trưa cũng không được ngủ, chỉ làm phải đúng 12 tiếng hồ thì mới nghỉ. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường đáng báo động ở đây, đầu năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt dự án cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá do công ty cổ phần tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư, với diện tích trên 26 hectare. Đến thời điểm hiện tại, dự án đang được tích cực triển khai với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các cấp và cơ quan chức năng, đảm bảo sớm giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thi công. Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá Văn Môn mà đi được vào hoạt động ấy, thì ý nghĩa của nó rất to lớn. Trước hết là giải phóng được các hộ cô đúc nẻ tẻ trong khu dân cư, mà các hộ cô đúc trong khu dân cư thì là những nơi là làm ảnh hưởng trực tiếp nhất đến người dân, đến người lao động.
Đấy là cái thứ nhất đối với người lao động. Cái thứ hai là đối với ô nhiễm môi trường làng xóm hoặc ô nhiễm nước, rãnh nước. Đấy, khi vào cụm công nghiệp thì tất cả những hiện tượng này, những công đoạn ô nhiễm này đều được xử lý. Đối với còn khoảng 30 hộ dân chưa nhận đền bù trong diện tích 29,7 hectare của cụm công nghiệp làng nghề thì đối với ủy ban xã sẽ báo cáo hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Yên Phong phối kết hợp để làm sao sớm đền bù giải phóng mặt bằng để giao toàn bộ 100% diện tích cho nhà đầu tư. Với ý nghĩa vô cùng to lớn về môi trường và sức khỏe, dự án đang được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, huyện Yên Phong và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân thôn Mẫn Xá và các vùng lân cận. Theo chính quyền và thôn và tỉnh, nhà nước tập trung làm cho cái cụm công nghiệp Văn Môn này thì tôi có thông báo là đề nghị các hộ ra đăng ký và mua các lô để làm khu công nghiệp làng nghề. Thế báo cáo với các vị này, mỗi một lô là từ 200 mét vuông trở lên. Thế mà coi thế tôi chỉ ngồi ở văn phòng, ở phòng làm việc của chúng tôi ở nhà văn hóa. Thế nhưng mà trong vòng một tuần phải lên hơn 700 hộ, 728 hộ, chính xác là 728 hộ. Hiện nay tôi vẫn giữ quyển sổ đấy, có từng số thứ tự ở nơi, không phải nói từng người một. Người thì mua 2 miếng, người mua 3 miếng, nó tầm độ hơn 700 miếng. Thế mà đây thì không đủ. Thế tức là nhà doanh nghiệp này muốn xin thêm 10 hectare nó mới đủ phục vụ. Tức là theo đăng ký của dân thì nó như thế. Thế là theo đăng ký của dân trước khi bắt đầu hình thành ra cái khu công nghiệp này, người ta đã đăng ký như thế rồi. Thế báo cáo của đồng chí là dân này rất ủng hộ. Dân ở đây hầu như người nào cũng đồng tình lên, tại vì cũng thực tế là cũng ô nhiễm rồi chứ không phải không. Thôi các chú muốn về cổ như... Thế một riêng như nhà chú làm 3 xưởng to, không phải một xưởng này, mà chú phải làm nhỏ lẻ này. Dù dự án cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá đang gặp phải những khó khăn trong giải phóng mặt bằng và xin điều chỉnh quy hoạch, nhưng tập đoàn Hanaka vẫn thể hiện quyết tâm cao sớm đưa dự án vào hoạt động trong năm nay. Tôi muốn rằng là cái làng nghề này chính là cái nơi mà là một cái làng nghề đáng sống, văn minh hiện đại, mà là một nơi mà người ta cảm thấy rằng khi vào người ta kinh doanh, buôn bán, sinh sống, người ta sẽ cảm thấy rằng đây đúng thực sự là hạnh phúc. Được ra một cái nơi mà cảm thấy xanh, sạch, đẹp, điện sáng lung linh này, như thành phố. Môi trường thì từ cây xanh, đô thị, này, rồi thì tất cả các cuộc sống sinh hoạt, họ sẽ cảm thấy là họ sẽ có ý thức. Và tất cả ở đây sẽ được giữ gìn bởi cái hệ thống an ninh trật tự. Những con đường nhựa to đẹp rực rỡ ánh đèn, những vườn hoa nhiều màu sắc như thế này sẽ là hình ảnh quen thuộc bên trong cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá trong một ngày không xa nữa. Đây sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho sự cố gắng, nỗ lực vì màu xanh quê hương của tập thể cán bộ công nhân viên tập đoàn Hanaka mà đứng đầu là anh Mẫn Ngọc Anh. Bên cạnh dự án cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá góp phần bảo vệ môi trường, anh Mẫn Ngọc Anh còn đóng góp, ủng hộ cho các hoạt động tâm linh, tưởng nhớ những anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam. Cụ thể, anh và tập đoàn Hanaka đã dành rất nhiều tâm huyết, công sức và thời gian để cùng người dân thôn Mẫn Xá xây dựng, trùng tu đình đền Tướng Quốc, Quốc tướng Linh Từ, là nơi tôn nghiêm thờ vua Hùng và các vị tướng có công lớn với đất nước, từ thời vua Hùng dựng nước như Trương Chiêu Công, Trương Tuấn Công, cho đến thời đại Hồ Chí Minh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Thanh. Cũng chính ở nơi đây, tập đoàn Hanaka cùng chính quyền, nhân dân địa phương đã cho trùng tu chùa Thánh Quang, còn gọi là Thánh Quang Thiền Tự, và xây dựng tháp Đại Bi cao 15 tầng, là nơi để nhân dân khắp nơi về chiêm bái Phật, cầu cho quốc thái dân an và mọi việc được hanh thông thành tựu. Thông qua các hoạt động tâm linh bền bỉ của mình, anh Mẫn Ngọc Anh rất mong muốn mọi người hãy luôn biết ơn và tưởng nhớ đến sự hy sinh to lớn
của thế hệ cha anh đi trước để có nền độc lập, hòa bình như hôm nay, đồng thời kêu gọi mọi người hãy sống, cống hiến và có trách nhiệm với quê hương, đất nước, không vì cái lợi của bản thân mà làm ảnh hưởng đến người khác cũng như môi trường sống. Hy vọng với sự nỗ lực không mệt mỏi của anh Mẫn Ngọc Anh, tập đoàn Hanaka cùng sự đồng lòng ủng hộ của người dân, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh, một môi trường sống sạch đẹp, an toàn, một màu xanh tươi mát, hiền hòa và trong lành sẽ sớm về với người dân thôn Mẫn Xá.